bắt đầu từ những con cúi. Tác giả Phạm Thông. Cuộc chiến khốc liệt dài ngày, cán bộ, bộ đội hy sinh quá nhiều, nhất là số cán bộ cũ kinh qua chiến đấu lâu dài. Có đại đội quân số thường xuyên chỉ còn trên dưới 30 người. Nhiều xã trước đây có cả 100 du kích, giờ chỉ còn 5-7 người. Bí thư chủ tịch xã nhiều nơi hy sinh, thương vong liên tiếp, thiếu người lãnh đạo ở cơ sở. Cần kíp nhất là phải tìm nguồn bổ sung cho cán bộ địa phương đã cạn kiệt. Có nơi, bộ đội miền Bắc phải tăng cường về làm xã đội. Tình hình là vậy, nên các cấp ủy phải rút nhiều cán bộ an ninh vũ trang tăng cường cho bộ đội tỉnh, huyện hoặc đưa về địa phương giữ các chức danh bí thư, xã đội. Cuối năm 1970, huyện ủy điều Bốn Cân đi học lớp huyện đội phó tại trường quân chính 1, khu 5. Bốn Cân khoác ba lô lên đường. Trong những năm 1965-1967, trường đóng ở ranh núi Ba Trang, Ba Tơ, sát xã Phố Cường, Đức Phổ, từ Nam Tam Kỳ, băng Bình Sơn và Sơn Tịnh, qua đò sông Trà Khúc, đoạn Tịnh Bình, sang Nghĩa Lâm, quật lên vùng thấp Sơn Hà, Minh Long, đến Ba Điền, Ba Động, xuống Vực Liêm, Phố Phong, vào vùng đập Liệt Sơn là tới nơi. Lúc đó đường còn êm, vùng giải phóng Nam Ngãi rộng lớn, xuống luôn tới biển, đi đường dây dọc giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi còn an toàn, ít bị địch đổ quân chặn phục kích. Bây giờ chiến trường vô cùng ác liệt, vùng giải phóng phía đồng bằng bị lấn chiếm nhiều, đồn bốt đóng dày đặc, máy bay biệt kích, Mỹ lết đánh phá sâu, dữ dội vào vùng rừng núi. Trường quân chính phải rời lên núi cao, nằm tuốt trên vùng tam giác An Lão, Ba Tơ, Kon Tum. Bốn Cân phải đi về phía tây, lên xã Cốc, xã Nú, xã Giác, xã Mai Tá Pô, thuộc vùng cao Trà My, theo đường dây, men theo núi giáp giữa Kon Tum với vùng núi cao Trà Bồng, Sơn Hà, qua sông Thò Lò, ngọn nguồn Trà Khúc, mới vào được Ba Tơ, An Lão, Bình Định. Thân gái dặm trường, Bốn Cân vượt 100 sông ngàn núi, hơn nửa tháng trời mới vào tới trường. Học tại đây 8 tháng theo chương trình dành cho cán bộ lãnh đạo huyện đội. Chương trình không sâu nhưng rộng, phục vụ cán bộ xây dựng phong trào chiến tranh nhân dân. Tuy vậy, luyện tập cũng rất dữ, nhiều đêm phải thực tập đến 9-10 giờ đêm. Học ở trường tập trung của quân khu, nhưng đâu chỉ có học, các chị phải làm việc hậu cần mới có ăn, có chỗ ở. Riêng chuyện đi lấy gạo đã vô cùng nguy hiểm, khó khăn. Từ vùng cao An Lão, các chị phải đi bộ xuống tới Phố Phong, Phố Cường để cõng gạo. Mỗi chuyến lấy gạo, cả đi lẫn về mất 7-8 ngày đường. Mỗi người đèo trên lưng 40 kg, về tới nhà chỉ còn độ 35. Ăn đường mất gần 5 kg, đưa được gạo về tới nhà là quý lắm. Vất vả mấy cũng chịu được, nhưng rủi bị địch phục thì phải bỏ mạng, gạo trộn lẫn máu, hạt gạo, hạt muối, chén mắm cái, tí mì chính, xì dầu, lon cá hộp, ống mì chay, đưa được về tới trường để ăn học là vượt qua bao nhiêu lần chết. Tội nghiệp có anh chị học viên yêu nhau, báo cáo tổ chức xin cưới, tổ chức đồng ý, họ dành ít tiền sinh hoạt phí xuống đồng bằng mua kẹo Noga, chè gói, bánh ngọt, về làm lễ cưới, mua được hàng, cõng lên đến danh, bị địch phục, bắn chết luôn cả đôi. Máu thấm đỏ quả cưới, hạnh phúc bỗng tan vào hư vô. Cuộc chiến thật vô cùng nghiệt ngã. Tháng 8 năm 1970, khóa học kết thúc, Bốn Cân trở về Nam Tam Kỳ, chị được phân công làm trợ lý dân quân, đứng chân tại Kỳ Xanh. Thời điểm này, lực lượng vũ trang xã Kỳ Xanh chỉ còn có anh Thanh, xã đội trưởng, anh Võ Phố, công binh, du kích thương và y tá Lê Thị Tiếp. Thế mà huyện đội chỉ đạo phải tiến đánh sập cơ quan hội đồng xã Kỳ Xanh, địch đang xây dựng lỡ dở ở dưới thôn 3.
Trong đêm tối, chị Cân dẫn đầu tổ ba người, gồm chị Thương, ông Khái, cán bộ tuyên huấn đã lớn tuổi, xuất quân từ hố ngựa. Các anh chị lần xuống thôn 8, thôn 4, qua thôn 3 phải lội sông. Nước lớn, chảy xiết không lội được. Bốn Cân quyết định đi đường cầu. Đi đường cầu rất nguy hiểm, địch thường phục ngay phía bên kia đầu cầu. Chúng chờ đối phương qua giữa cầu là nổ súng, thì thoát đâu được. Trong phương án tác chiến, qua cầu là phương án 2, rất mạo hiểm. Lẽ ra thường đi trước, nhưng anh ngần ngừ. Mà đã ngần ngừ thì hành động sẽ thiếu chính xác, không khéo vỡ kế hoạch. Bốn Cân gằn giọng, thôi để cho chị. Bốn mang khối thuốc 5kg áp sát người trên mặt cầu, bò trước. Cách 5m Thương theo sau, rồi tới ông Khái tuyên huấn. Hết người rồi mới để ông Khái đi, thiệt tội cho ông, già rồi hơi chậm chạp nhưng rất quyết tâm. Qua khỏi cầu là đã thành công một nửa. Ba người lần vào cái miếu hoang, lúc này là 11 giờ giờ Hà Nội, ứng với 12 giờ giờ Sài Gòn. Chị Cân nhắc nhỏ mọi người chui vào miếu, nằm kín trong bụi rậm, để kiểm tra lại toàn bộ các phương tiện gây nổ, châm lửa hút thuốc cho đỡ lạnh. Ở trong này kín lắm, địch không thể phát hiện lửa chớp, thèm thuốc quá, phải hút cho đã. Bốn Cân là nữ, nhưng là nữ kỳ xanh, hút thuốc dữ lắm, hai lỗ mũi như hai ống khói. Mọi việc xong, ba người cũng vẫn cách nhau 5m, lần vào địa điểm cơ quan hội đồng. Chung quanh công trình đang xây lỡ chừng này, bọn địch đã đào giao thông hào, bắt đầu trồng tre. Chúng có ý định lên phương án phòng vệ cái trụ sở này giống như đồn Bà Đợi ở Kỳ Trung. Tương lai sẽ thiết kế một hàng rào tre xanh dày đặc, bắn đạn B-40 không lọt. Ý định là thế, còn bây giờ trụ sở đang xây dựng nên chúng chưa kịp rào rậu chi cả. Ba người tiếp cận ngôi nhà đang xây quá dễ dàng, nhưng quan trọng hơn là ta có nội tuyến trong trung đội Tân Trang. Tối hôm nay, chúng phiên gác của các anh Tài, Mỹ, Cấn, Minh, Kìa là người thôn 8, thôn 4, Kỳ Xanh cả. Các đồng chí nội tuyến ấy đã lừa lọc đủ cách để bọn địch bố trí phiên gác này giặt là người của ta. Đúng giờ hẹn, các anh ấy kéo hết ra chơi bài ở nhà bà Kiếu cách nơi gác 70m, bỏ ngỏ địa điểm ta tấn công. Bốn Cân đặt khối thuốc nổ 5kg ở gian giữa. Anh Thương đặt khối thuốc nổ 3kg ngay góc tường. Ông Khái đứng cảnh giới bên ngoài. Hai người gắn kíp hẹn giờ cùng lúc, rút êm về phía thôn 8. Lên tới thôn 3, thôn 8, nghe súng nổ giòn phía quận lỵ, Lý Tín. Kế tiếp là hai tiếng âm, âm, dữ dội. Cùng với hai cột lửa bốc lên, sáng rực phía thôn 3. Cái trụ sở hội đồng chưa xây xong đã bị đánh tan hoang. Thương nghe tiếng súng nổ, hỏi chị Cân, có chuyện gì mà súng nổ phía Lý Tín dữ dội vậy chị? Anh là lính nên hoàn toàn không biết trận đánh anh vừa thực hiện là trận đánh phối hợp trên địa bàn. Lính mà, đâu có biết được nhiều. Chị Cân trả lời, ừ, thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ phá nát cơ quan hội đồng Kỳ Xanh, đồng thời vừa phối hợp với trận đánh Lý Tín đó em. Chuyến này mình sẽ được ông Tâm huyện đội khen đấy. Chị nghĩ trong bụng, các ông ấy thử thách mình về cái việc chi đây nên mới phân mình trực tiếp chỉ huy trận này. Lẽ ra đồng chí Thạnh, xã trưởng là người chỉ huy đánh mới phải. Chắc chắn là vậy nên không thấy Thạnh giành đi. Chứ cái trà đó hằng máu lắm, dù là cấp trên mà phân công không chính xác, lão cãi òm ngay. Thằng cha đó với ông Phố ở nhà nghe nổ ầm ầm, mừng cho Bốn Cân này lắm đấy. Gia quân trận đầu đã thành công, có lẽ hắn thấy cột lửa bốc cao là hắn đứng vỗ tay như trẻ con không chừng. Đúng như suy nghĩ của chị, sau trận đánh một thời gian, chị nhận quyết định trở lại Kỳ Xanh giữ chức bí thư xã. Làm bí thư xã mà ngó trước ngó sau chỉ còn có mấy người. Dân trụ bám còn mấy chục gia đình, làng xóm xác xơ, lau lách phủ hết các lối mòn, ruộng đồng hoang hóa. Đội công tác không có chỗ ổn định ngay, nay ở xóm này, hố này, mai ở xóm khác, hố khác.
hốc khác. Tối ngủ, treo võng đầu thì ông Phố phải cài mìn lựu đạn chung quanh để phòng địch tập kích bất ngờ. Gạo mắm phải trông cậy bà con trong các khu dồn bí mật tiếp tế. Tình hình đã lên đến đỉnh điểm ác liệt căng thẳng. Lực lượng như thế này thì khó tổ chức đánh đấm gì sất, chỉ làm được việc dẫn đường hỗ trợ cho lực lượng trên về hoặc đánh tiềm nhập vào vùng địch để thi hành án, diệt những tên ác ôn đầu sỏ. Nhưng là chiến tranh nhân dân thì lực lượng đâu chỉ ở du kích, đội công tác, mà sức mạnh chính là nằm ở lòng dân, trong cơ sở quần chúng. Dân còn tin, còn theo cách mạng thì cách mạng sẽ thành công. Xác định như vậy, chỉ cần lãnh đạo đội công tác xâm nhập vào các khu dồn xây dựng cơ sở hợp pháp, xây dựng đội du kích B, bí mật thực hiện những trận đánh bất ngờ trong lòng địch, xây dựng cơ sở nội tuyến trong hàng ngũ địch, đợi thời cơ đứng lên, khởi nghĩa, diệt ác ôn, phá banh khu đồn, làm chủ hoàn toàn trở lại quê hương. Tại thời điểm này, trên chiến trường Quảng Nam nói riêng và miền Nam nói chung đều rơi vào tình thế rất khó khăn, nhưng tất cả đều quyết tâm trụ vững, không ngừng tiến công, vừa đánh vừa tích lũy lực lượng chuẩn bị cho những đòn phản công giành thắng lợi quyết định. Trong thời điểm này, nếu cán bộ, đảng viên, du kích ở cơ sở chỉ nhìn gần thì thấy tình hình đen tối lắm, thậm chí vô vọng, nhất là các xã vùng sâu như Kỳ Hòa, Kỳ Xuân ở cánh Nam, Kỳ Anh, Kỳ Phú ở cánh Bắc Tam Kỳ. Nhân dân dưới đó bị địch kiềm hãm, cứng ngắc trong các khu dồn. Đội công tác vào ra khu dồn, móc nối cơ sở hy sinh gần hết. Trong lúc này, trên đất Quảng Nam, tình hình ở đâu cũng căng thẳng như thế cả. Nhưng nhìn xa thì còn chút động viên, còn hy vọng vào chiến thắng cuối cùng của cách mạng miền Nam. Đúng là như vậy. Tháng 3, tháng 4 năm 1971, quân chủ lực của ta đã đánh tan cả sư đoàn, binh đoàn, liên quân Mỹ Ngụy tại trận Càn Lam Sơn 719 ở biên giới Việt-Lào. Năm 1972, ta đã chiến đấu giữ vững được thành cổ Quảng Trị. Quân chủ lực của ta đọ sức quyết liệt với quân viễn chinh Mỹ ngay trên vùng đô thị đồng bằng với địa hình bất lợi trong suốt 81 ngày đêm. Tại Quảng Nam, quân chủ lực tỉnh và khu 5 chủ động tấn công đánh chiếm có thời hạn quận lỵ Tiên Phước, giải phóng quận lỵ Hiệp Đức. Những đòn đánh quyết định của quân chủ lực đang đánh mạnh xuống đầu liên quân Mỹ Ngụy trên khắp các chiến trường khu 5, Nam Bộ, Trị Thiên. Rút kinh nghiệm chiến dịch Mậu Thân, nay ta dụ địch, kéo địch lên phía miền núi Trung Du để đánh, để tiêu diệt. Nhìn trên toàn cục thì thế của ta đang lớn mạnh, đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ Ngụy vào nguy cơ phá sản. Tin thắng lớn trên các chiến trường dội về mảnh đất Kỳ Xanh. Đó là nguồn động viên thực tế và hữu hiệu nhất đối với cán bộ du kích và nhân dân địa phương đang từng giờ từng phút đối phó với những tình huống khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Trong khí thế phấn khích đó, chi bộ xã phối hợp với các đồng chí binh vận tỉnh, binh vận huyện đứng chân tại Kỳ Xanh, chỉ đạo lực lượng nội tuyến nổi dậy làm binh biến, diệt ác ôn, mang súng về vùng giải phóng. Từ đó, lực lượng du kích Kỳ Xanh được bổ sung, lớn mạnh, nhảy vọt. Phong trào vừa có bước phát triển trở lại, đồng chí Thạnh, xã đội đã cứng cáp hơn về kinh nghiệm lãnh đạo phong trào cách mạng toàn diện tại một địa bàn cơ sở, đủ sức đảm nhận vai trò bí thư xã. Cuối năm 1972, huyện rút 4 cân, huyện ủy viên, bí thư Kỳ Xanh về giữ chức phó ban tổ chức huyện ủy. Đầu năm 1973, 4 cân gặp lại 6 thân là người đã tỏ tình với chị trước đó hơn 5 năm. 6 thân, người Khương Vĩnh, Kỳ Khương là chàng trai khỏe mạnh, hào phóng, yêu hùng, từng trải trận mạc. Bọn địch ở quận Lý Tin này nghe danh 6 thân là khiếp vía. Trong một trận đánh ác liệt, anh bị thương, ra miền Bắc điều trị từ năm 1968. Cuối năm 1972, thương binh Võ Hồng Thân xung phong trở lại chiến trường. Do hoàn cảnh đất nước, anh chị phải xa cách nghìn trùng, tưởng chừng như lửa đạn chiến tranh đã khiến cho cuộc tình gãy đổ. Đâu ngờ có ngày duyên kiếp trùng phùng. Lúc này 6 thân đã 33 tuổi,
bốn cân cũng đã 27. Cuộc chiến chưa biết bao giờ chấm dứt. Sáu thân mới vừa vào chiến trường đã xông ra mặt trước, biết sống chết ngày nào. Hai anh chị quyết định báo cáo tổ chức xin đi đến hôn nhân. Đầu năm 1974, sinh được cháu trai đầu lòng. Sáu thân mừng lắm, nhưng cả tháng mới được nhìn mặt con một lần. Anh bận đánh giặc, bận luồn sâu vào vùng địch hậu để xây dựng cơ sở cách mạng. Đôi lúc anh tự mỉm cười. Chiến trường vô cùng ác liệt, gian khổ, mà sáu thân này vẫn vừa đánh giặc vừa sinh con. Nhưng mình đâu có lỗi chi, mình hoàn thành xuất sắc của một chiến sĩ cách mạng cơ mà. Nơi nào tình hình khó nhất, sáu này luôn có mặt. Bốn cân thì vừa nuôi con mọn, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ đảng giao. Sự cố gắng của chị còn vượt bực hơn những tháng năm chân rảnh tay rời. Nhưng dù sao cũng bị hạn chế. Biết là vậy nên giữa năm 74, chị xin ông Lẫm, bí thư huyện ủy, cho rút ra khỏi cấp ủy, tự mình nhường chỗ cho những đồng chí có điều kiện công tác hơn. Sau ngày đất nước thống nhất, bốn cân được huyện cho đi học bổ túc văn hóa. Bốn bắt đầu học bổ túc từ lớp 3. Hòa bình rồi, xây dựng đất nước quê hương, chị thấy mình ít chữ, phải ráng mà học. Vừa học vừa sinh con, nuôi con thiệt là cực. Ông Mười Chấp biết chị là con của một chiến sĩ cách mạng kiên trung và bản thân chị cũng đã trưởng trải trong cuộc chiến. Ông tuy bận nhiều công việc nhưng vẫn luôn theo dõi bốn cân trên từng bước đường công tác. Mỗi lần gặp, ông đều nhắc: cháu cố mà học, kiếm cái chữ để tiếp tục phục vụ nhân dân lâu dài. Biết vậy, nhưng trong mối quan hệ chằng chịt xã hội gia đình, cực quá nên mới học hết lớp 6, coi bộ đã có thể làm nhiệm vụ trên giao. Năm 1979, chị thôi học, trở lại công tác. Hồi còn chiến tranh, ở chiến khu, tài sản mỗi người nằm gọn trong chiếc ba lô với vài bộ quần áo, tấm tăng che mưa, chiếc võng, đôi dép cao su và vài thứ vật dụng cần thiết mang theo người. Bây giờ thời bình, người nào cũng có chồng con gia đình. Với đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng bốn cân phải nuôi ba đứa con thơ, túng bấn. Năm 1981, chị quyết định xin về hưu non, chạy chợ nuôi con, để một mình chồng theo đuổi công việc nhà nước. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Chiến tranh ác liệt như vậy, chị còn chịu đựng được. Bây giờ thanh bình rồi mà phải đứt gánh giữa đường, xót lắm. Nhưng vì con, vì chồng, chị phải hy sinh. Giờ đã quá tuổi 70, chị sống cùng chồng con, cháu nội trong căn nhà cấp 4 giản đơn với đồng lương hưu non khiêm tốn. Hiện nay mỗi tháng, cộng cả hai chế độ hưu và ưu đãi tù yêu nước, mỗi tháng chị lãnh 2.500.000 đồng. Nhưng bốn cân không hề than vãn đòi hỏi, kể công. Tâm sự với tôi, chị cười thoải mái. Mình là con nhà nông nghèo, bắt đầu làm công tác cách mạng bằng việc đốt đạn trong con cúi tự quấn, bỏ lá rung lá lấu, hái dọc rừng đồi quê mình. Mình làm những việc ban đầu ấy bằng tấm lòng non tơ, trong trắng của một đứa trẻ chân quê ít học. Thế rồi, cuộc chiến như thác lũ cuốn mình theo cả một phong trào giải phóng dân tộc to lớn. Mình có chiến đấu cũng để mong cho tới ngày hòa bình. Thế hệ bọn mình là vậy đó, chứ có ý định làm quan làm tướng gì đâu. Trong nhà này, ông Sáu đã được phong anh hùng. Cả nhà ông có 11 người thoát ly tham gia cách mạng, đi sạch cả nhà. Thế mà bây giờ, ông cũng đi chiếc xe chành vậy đó. Muốn hơn nữa cũng có đâu. Nhưng ông vẫn luôn thoải mái, vui cùng cuộc sống, vui cùng cháu con. Nói đi thì phải nói lại, vợ chồng tôi như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Các đồng chí cùng thời với chúng tôi hy sinh gần hết thì sao? Họ ngã xuống mà chưa hề biết yêu. Họ còn trẻ lắm. Họ là những người hy sinh trọn vẹn cho Tổ quốc, cho nhân dân. Họ mới xứng đáng được dân tộc này biết ơn, tôn vinh. Bây giờ, thế hệ chúng tôi đã là người cổ lai hy. Cách còn lại của chúng tôi là mong ước. Mong ước cho con cháu có ăn, có học, thành đạt. Mong ước đất nước trường tồn trong thanh bình và phát triển. Được thế thì nhắm mắt xuôi tay,
chúng tôi cũng yên lòng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.